Xin chào các bạn. Video hôm nay chúng ta sẽ xem tiếp các cái ví dụ trong KLC về cái phần màn hình LCD. Rồi ở đây sẽ gọi tên cái board là STM32F746 Disco Example. Ở đây nó có ba cái ví dụ về cái thư viện đồ họa của KMC. Cái thư viện đồ họa đó nó có tên là em Win. Thì mình mở cái ví dụ đơn giản nhất đó là em Win Graphics Symbol Example. Đây là cái ví dụ đơn giản để mình trong khi chúng ta học từ những cái đơn giản nó sẽ dễ dàng hơn. Còn cái GUI demo này là một cái chương trình demo của nó phức tạp hơn, thì chúng ta để dành chúng ta tham khảo. Còn cái này là em Win VNC Server, là nó sẽ giống như là cái phần mềm Time Viewer, các bạn biết Time Viewer dùng để xem, dùng để truy cập vào một cái máy tính khác và chúng ta thấy được cái màn hình của cái máy tính khác đó. Thì cái VNC server này nè, VNC server nó cũng có chức năng như vậy. Khi chúng ta chúng ta nạp cái symbol này lên trên cái bề mặt của chúng ta, thì từ trên máy tính chúng ta có thể thấy được cái màn hình giao diện ở trên cái bề mặt. Nó giống như cái tên view vậy. Ở đây chúng ta xem cái ví dụ đơn giản nhất, đó là em example copy copy sang cái thư mục này. Ok, chọn là mở một cái sổ mới. Ai rút kinh nghiệm nào trước thì mình chọn biên dịch trước đi. Chờ nó biên dịch. Từ từ mình sẽ giải thích chương trình. Thì thông thường khi xem một cái chương trình có C, chúng ta sẽ xem từ hàm main ha. Chúng ta xem từ hàm main. Thế nào nó cũng chạy cái thằng main trước á. Nó chạy từ cái hàm main, cho nên chúng ta xem hàm main trước cho chắc. Xem cái luôn chạy cái hàm main ở đây thì nó sẽ chạy cái hàm là main task. Chạy cái hàm này. Sau khi chạy xong cái hàm này thì nó sẽ có một cái vòng lặp for, for mà không có gì hết ở trong đây, có nghĩa là vòng lặp for vô tận, nó như vòng lặp for một vậy ha. Chạy xong cái main cái main task này thì xuống dưới for đây nó sẽ đứng tại chỗ, coi như là đứng tại chỗ không làm gì cả. Rồi chúng ta đi tiếp vào cái hàm main task, chúng ta lấy chuột phải chọn là go to definition of main task. Nó sẽ nhảy tới cái hàm main task của chúng ta. Thì thật ra cái hàm main này của nó chủ yếu là nó chạy cái main task này thôi. Ở đây mình xem cái cấu trúc của nó gồm có khai báo biến nè, rồi init nè, init hệ thống gồm có init bộ nhớ đệm nè, init cái thư viện HAL nè, rồi init cái phần SRAM. Thì khi mà lập trình đồ họa thì nó có sử dụng cái con chip SRAM để nó làm cái bộ đệm, bộ buffer, giống như cái cạc màn hình của máy tính vậy ha. Thì khi chúng ta sử dụng cái màn hình TFT thì chúng ta bắt buộc phải init cái thằng SRAM này lên để nó load cái dữ liệu tạm, cái hình ảnh. Thì cái phần init SRAM này nó nằm ở trong cái thư viện là board support ha. Thì cái phần include mấy cái thư viện này vô thì các video sau Giang sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn yên tâm. Ở đây nó sẽ init cái clock của hệ thống. Thì thông thường trong cái ứng dụng mà sử dụng có sử dụng cái giao diện graphic đồ họa em Win thì cái clock của hệ thống thì nó sẽ chọn là 250 m, nó không chạy ở tốc độ tối đa nữa là 200 nhầm nhầm, cái này là 25 m là cái tần số thật anh HDE. Đây nó sẽ chạy ở cái tần số là 200 m, tần số tối đa nó chạy được là 216 m. Nhưng mà đối với lại ứng dụng đồ họa sử dụng thực hiện em Win thì nó sẽ sử dụng ở cái tần số clock là 200 m thôi. Cái này là do cái kinh nghiệm mình sử dụng thôi.
lúc trước mình cài một cái ứng dụng mình có sử dụng thư viện đồ họa mà mình cho nó chạy ở cái tần số clock tối đa thì cái hình ảnh nó bị rung, nó không đẹp lắm, nó cứ giật giật, nhưng mà chạy ở tần số 200 Hz thì nó chạy tốt. Cái này mình cũng chưa có biết là tại sao nữa. Thì khi nào có thời gian mình sẽ xem lại sau, xem cái data sheet của nó, xem tại sao nó lại bị như vậy. Có thể mình cái bộ nhân chi xung nó không đúng, nó cấp cái clock, pixel clock cho cái màn hình không đúng, cho nên nó bị giật màn hình. Rồi ta quay trở lại cái hàm main task. Rồi sau khi init clock xong nó sẽ gọi cái hàm GUI init, GUI là cái thư viện graphic user interface, init lên. Và ở đây nó sử dụng cái hàm đồ họa để nó vẽ ra cái màn hình. Thì các bạn để ý nè, cái hàm mà liên quan đến đồ họa nó gần như nó bắt đầu bằng cái từ khóa là GUI hết. Graphic User Interface, viết tắt của từ Graphic User Interface. Rồi, sau khi init xong cái thư viện đồ họa, nó bắt đầu nó set cái màu nền là màu đỏ. Sau đó nó gọi cái hàm clear. Thì sau khi set màu nền là màu đỏ, chúng ta gọi clear thì tự động nó xóa cái nền về cái màu mình ở trên mà chúng ta sử dụng để set cho cái background color này. Như vậy thì đầu tiên nó sẽ xuất ra màu đỏ và nó delay 1000 delay, tức là delay 1 giây. Sau đó tiếp theo nó set lại cái màu nền là màu xanh rồi nó clear một lần nữa. Như vậy là nó sẽ xuất ra cái màu xanh trên toàn màn hình ha. Nó delay tiếp 1 giây. Tương tự như vậy, ở đây nó set tiếp cái màu là blue và nó xuất ra màn hình. Như vậy là ở đây nó xuất ra ba màu là red, green, blue. Mục đích của cái này là thường người ta dùng để kiểm tra cái màn hình xem nó có bị dead pixel không, nó chết một cái điểm ảnh nó không. Thì người ta hay xuất ra ba cái màu này để người ta kiểm tra. Rồi tiếp theo nó sẽ set lại cái background về màu đen. Rồi cái này nó lấy kích thước của màn hình theo chữ X là bao nhiêu, chữ Y là bao nhiêu. Sau đó nó mới chọn cái font, chọn cái màu cho chữ. Set color là cái màu cyan, cyan là cái màu xanh, xanh hơi xanh dương ấy. Không phải xanh dương nữa, xanh dương mà pha với lại cái màu xanh, xanh lá cây nữa thì nó mới ra cái màu xanh. Rồi sau đó nó xuất ra cái chuỗi, xuất ra cái chuỗi này. Rồi tiếp theo nó set cái màu là màu dark blue, set màu. Rồi nó xuất ra cái chuỗi là www.secure.com. Thì cái secure này chính là cái trang chủ, cái hãng mà người ta tạo ra cái thư viện Emwin đó. Rồi tiếp theo nó set tọa độ XE thôi. Thì chúng ta thấy chúng ta muốn xuất cái chuỗi ra ở vị trí nào thì chúng ta cần phải có cái tọa độ, cái màu, cái phong. Chúng ta set ba cái này trước, sau đó chúng ta xuất chuỗi ra bằng cái hàm display string nè, display string. Tương tự như vậy ở đây người ta cũng đi set lên tọa độ, người ta set cái màu, set text mode, set phong và xuất ra cái chuỗi. Tương tự như vậy, sử dụng qua lại cái hàm này thôi. Rồi cuối cùng ở đây, ở đây nó xuất ra một cái biến đếm biến y, nó xuất ra từ biến y từ 0 cho đến 9999, nó xuất ra một cái số đếm, đếm lần lên. Bây giờ chúng ta thử nạp cái chương trình này xuống dưới kích. Rồi, ta lót chương trình xuống. Đó, thì các bạn thấy, đầu tiên nó xuất ra ba màu, sau đó nó set cái màu này màu đen, nó xuất ra cái chữ www.klc.com. Ở dưới đây là cái dòng chữ của cái hãng. Rồi, bị chói đường đàn nè, cái hãng sticker. Rồi, còn đây là cái số đếm của ta. Đó, thì cái ví dụ cái ví dụ về cái câu hỏi là như vậy. Sau này chúng ta muốn sử dụng cái màn hình LCD này
để chúng ta đi bước chương trình, chúng ta xuất ra cái dòng chữ đi bước chương trình thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy ha. Chúng ta phải import cái thư viện hỗ trợ vào, sau đó chúng ta cũng gọi init ha, sử dụng cái gì thì init cái đó, rồi chúng ta set màu nền, rồi chọn phông chữ, set màu cho phông chữ, rồi xuất chữ ra thôi. Cái thủ tục nó cũng đơn giản. Rồi thì ngồi cái symbol này, mình cũng cho các bạn xem luôn à, cái demo về cái graphic user interface của nó, để chúng ta xem cái ví dụ này, để chúng ta biết được cái sức mạnh của cái thư viện này, cái khả năng của cái thư viện này nó có thể tạo ra những cái giao diện rất là đẹp à. À, nó cho phép chúng ta thiết kế giao diện kiểu kiểu như là Windows, các bạn lập trình C# hoặc là Visual Basic, nó cho phép các bạn là kéo thả ra đúng không, và nó phát sinh code, nó tạo ra code cho chúng ta luôn. Thì chúng ta lập trình trên KMC cũng vậy à, nó cũng cho phép chúng nó có cái công cụ cho phép chúng ta lập trình giao diện bằng cách kéo thả vẽ ra cái màn hình luôn. Nó nói chung là lập trình cực kỳ đơn giản à, không 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 có khó như các bạn tưởng tượng đâu. Rồi ở đây mình copy cái demo này ra. À, build. À, ông quay trở lại ví dụ trước một xíu, ở trong lúc đợi nó build cái chương trình thì ông ta quay trở lại cái ví dụ trước chút một xíu. Thì mấy cái màu này là mấy cái màu mà mấy cái hằng, thực ra nó là các hằng số rồi đã được define sẵn. Để xem các cái giá trị này, các bạn lấy chuột phải, chọn là Go to Definition. Đó là một cách. Còn nếu mà lỡ như cái phần mềm của bạn nó không cho phép chúng ta nhảy đến như vậy thì có một cách khác, đó là chúng ta chọn nó, sau đó chúng ta nhấn Control Shift F. Control Shift F là nó sẽ đi tìm và tìm trong trong toàn bộ project luôn, trong toàn bộ các file của cái dự án này luôn. File all, chúng ta đi tìm. Đây là cách thứ hai để chúng ta xem mấy cái define có sẵn của nó, hoặc là chúng ta xem cái hàm có sẵn của nó. Thì có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta lấy chuột phải vô chọn Go to Definition, nếu mà nó cho phép nhảy tới thì chúng ta sẽ nhảy tới được, còn nếu không cho phép nhảy tới, nó xuất hiện một cái thông báo thì chúng ta có thể thử một cách chọn của nó. Double click để chọn hết, sau đó nhấn Control Shift F để tìm. Các bạn nhớ cái phím tắt này thông thường rất hay sử dụng trong lúc chúng ta đọc cái code để chúng ta tham khảo, mà chúng ta không biết người ta define cái giá trị này bằng bao nhiêu, rồi ngoài cái giá trị này ra nó còn những cái giá trị nào khác nữa không, thì chúng ta thử đi tìm. Thông thường người ta sẽ define chung một chỗ thôi, thì các bạn thấy có rất là nhiều màu sắc được define sẵn. Đó là mình nói thêm một chút xíu về cách sử dụng cái phần mềm. Bây giờ quay trở lại với là cái demo. Thì cái code demo này nó hơi lớn cho nên nó build, dĩ nhiên nó sẽ build hơi lâu. Cái ví dụ này thì nó phức tạp cho nên mình không thể phân tích được trong một cái video được ha. Cho nên mình cho các bạn xem cái này, xem cái ví dụ này để chủ yếu là chúng ta đánh giá được là cái khả năng của cái bộ thư viện này thôi. Sau này chúng ta sử dụng, chúng ta biết là nó có hỗ trợ tính năng đó, và chúng ta search trên internet để chúng ta tìm cách sử dụng ha. Hoặc là search trong cái ví dụ demo này nè để chúng ta tìm cách sử dụng. Rồi mình load cái chương trình này xuống. Thì đây là cái giao diện cái chương trình đã tạo ra, thì các bạn thấy nó dùng cái thư viện đồ họa, nó vẽ ra được những cái rất là đẹp ha. Chẳng hạn như là một cái đồng tì đồng 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 hồ hiển thị tốc độ km/h. Nói chung là nó cũng không thua kém gì
cái phần xử lý đồ họa của cái máy tính đấy, chúng ta hoàn toàn có thể xử lý đồ họa trên với con chip MCU. Cách tạo ra cái menu lựa chọn giống như là cái phần mềm trên điện thoại di động đó. Để nét nhanh qua thì ở đây nó cho phép chúng ta chọn nét nhanh qua, nét qua cái hình tiếp theo chúng ta xem. Đây là cái symbol để nó cho chúng ta xem cách nó thay đổi cái thêm này. Thì các bạn thấy nó tạo ra được những cái dialog và những cái bảng. À, phần này là phần về đồ thị, nó cho phép chúng ta về biểu diễn những cái đồ thị. Shading là chúng ta xử lý chuyển đổi giữa hai cái màn hình đó, mà nó hiện dần lên rồi nó ẩn dần đi, chứ nó không có hiện ra một cách cứng nhắc rồi nó mất đi. Bitmap là load cái ảnh bitmap đó. Thời gian chúng ta không có nhiều cho nên mình nét và cho nó nhanh. Đây là hiển thị màu có cái kênh alpha. Kênh alpha là cái kênh trong suốt nha. Màu cái ảnh giống như ảnh PNG, nó có cái kênh alpha nữa. Ngoài kênh red green blue thì nó có một cái kênh alpha nữa. Thì khi sử dụng cái ảnh mà có kênh alpha đó, chúng ta có thể tạo được hiệu ứng là nhiều cái ảnh chồng lên nhau, tạo ra hiệu ứng là cái ảnh nó xen lẫn lên nhau. Đó, giống như vậy nè, transparent nè. Chúng ta thấy cái nền ở dưới với lại cái hộp ở trên này, nó chồng lên nhau. Chúng ta có thể nhìn xuyên xuống là do cái kênh alpha nó thay đổi. Rồi, tạo ra những cái động. Đây, những cái icon. Rồi, nó hỗ trợ những cái widget. Widget là những cái giống như là cái nút nhấn, cái label mà trong lập trình Windows nó gọi mấy cái đó là mấy cái control này. Cái đối tượng như vậy thì nó gọi là widget, tùy theo cái môi trường lập trình mà nó có cái tên gọi khác nhau. Ở đây nó ví dụ chúng ta với cái list view, tree view. Rồi, vẽ đồ thị. Nó vẽ ra một cái dạng sóng. Đó, chúng ta có thể sử dụng cái đồ thị này chẳng hạn như là chúng ta làm một cái dao động ký số trên cái kit này chẳng hạn. Phần này thì nó đánh giá cái tốc độ xúc thay đổi cái điểm ảnh trên màn hình thì cái con trỏ chuột, cái kiểu một con trỏ chuột. À, vẽ ra cái đồng hồ đo tốc độ ha. Đó, thì đó là toàn bộ nói chung là cái khả năng của cái bộ thư viện. Chúng ta có thể sử dụng bộ thư viện này để chúng ta làm được nhiều ứng dụng khác nhau. Rồi, ở đây nó còn có một cái ví dụ nữa về cái giao diện đồ họa Emwin, đó là phần WinC Server này. Phần đó thì nếu các bạn muốn test thì cũng dễ thôi, các bạn copy ra rồi build 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 cái code rồi nạp xuống kit. Sau đó chúng ta nối nối một cái sợi dây Ethernet, nối từ cái cổng Ethernet, nối vào cái cổng Ethernet trên máy tính của các bạn, nối cái máy tính với lại cái bo mạch này với nhau. Sau đó các bạn tìm lên trên trang web của, không nhớ là trang web của cái nào, hay các bạn cứ search cái ví dụ này trên mạng, nó sẽ cho các bạn một cái phần mềm. Và cái phần mềm đó các bạn cài vào trong máy tính, thì sau khi các bạn kết nối cái bo mạch với lại cái máy tính thì các bạn có thể xem được cái giao diện đang hiển thị trên cái màn hình LCD này. Các bạn có thể xem và giám sát cái màn hình LCD này trên cái máy tính của các bạn, nó giống như tem view vậy. Và các bạn có thể điều khiển trên máy
trực tiếp trên máy tính của thông qua máy tính của các bạn. Thì tại vì ở đây mình không có chuẩn bị sẵn dây mạng cho nên mình không không demo cho các bạn ở đây được. Thì cái phần VNC này mình sẽ hẹn lại một hôm nào đó mình chuẩn bị có đầy đủ dụng cụ rồi mình sẽ demo cho các bạn sau. Rồi video của mình đến đây là hết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.